Mệnh do thiên định nhưng trời cũng phải cải biến vận mệnh cho người hành thiện. Người hành thiện phát ra năng lượng chính tích cực cảm ứng với các sinh mệnh thiện trong trời đất nên được trời giúp. Cho dù họ phải chịu gió mưa dọc vùi của định mệnh thì họ vẫn có thể chuyển nguy thành an. Con người có vận mệnh thiên định đồng thời trời cũng cải biến vận mệnh cho người hành thiện. Trong sách Thanh bại loại sau có chép một trường hợp thực tế về chuyện phong cương đại sứ Triều Thanh là phương quan thừa vì hành thiện mà đã thay đổi vận mệnh. Chú thích phong cương đại sứ là viên quan nắm quyền lực về quân sự và chính trị cao nhất ở địa phương, là nhân vật trọng yếu của triều đình thời Minh Thanh. Những năm cuối đời Khang Hy thì Phương Quang Thừa, người Giang Nam còn ở tuổi vị thành niên. cho ông vì chịu án nên bị đi đầy ở Biên Cương. Cho đó hàng năm thì ông đều đến vùng Biên Ải thăm cha cuộc sống rất khốn đốn. Ông đã từng đến Đinh Ba để xin ở nhờ nhà người họ hàng, nhưng không có kết quả. May mắn được người hàng xóm giữ lại, ông giúp họ ghi chép sổ sách nhận tiền thù lao. Sau đó thì ông đến Hàng Châu, ở Tây Hồ, ông gặp một thầy tướng toán mệnh. Thầy tướng nhìn thấy ông lập tức mời ông vào trong miếu rồi trịnh trọng cho biết vào năm nào ông sẽ được làm chức quan nào, vào năm nào được thăng làm tổng đốc như đáng tiếc là kết thúc không có hậu. Trước khi từ biệt, thầy tướng tặng cho ông 20 làng bạc Thỉnh cầu Phương Quang Thừa sau này, quản lý vùng triển Tây cam túc thì ác phải cứu viên tổng binh vì vi phạm lỡ chuyện quân cơ bị tội xử trảm, lấy đó làm báo đáp. Năm ung chính thứ 10, Phương Quang Thừa tuổi gần 40, nghe theo lời thầy tướng nói thì ông đi về phía Bắc tìm đường phát triển. Ở Đông Hoa Môn, tại Kinh Thành, ông làm nghề bói chữ kiếm sống, được người giới thiệu. Ông vào phủ Bình Quận Vương xử lý văn thư. Năm sau, ông được thăng chức là Trung Thư, đi theo Bình Quận Vương chinh phạt nước chuẩn các dĩ, hãng quốc Dung Ha, khi thắng lợi quay trở về thì vua ung chính ban cho ông chức nội các trung thư. Chưa đầy 10 năm vào năm Càng Long thứ bảy thì Phương Quang Thừa được vua trao mệnh quản lý thanh hà đạo. Ông hiển quý ứng nghiệm với lời nói của thầy tướng. Sau này nhậm chức tổng đốc thiểm Tây, cam túc quả nhiên có viên tổng binh vi phạm làm lỡ việc quân cơ tội xử trảm. Sau khi Phương Quang Thừa lo toan giải thoát cho anh ta xong rồi mới biết thì ra anh ta chính là con trai của thầy tướng. Thầy tướng đã dự đoán linh nghiệm như thế này khiến cho Phương Quang Thừa trong lòng canh cánh điều thầy tướng nói là kết thúc không có hậu. Khi nhậm chức tổng đốc trực lệ thì ông nên đón thầy tướng đến quan phủ tỉnh cầu cách hóa giải. Thầy tướng nói số đã định rồi, Duy chỉ có làm việc đại thiện, cứu hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh thì có thể cảm động được trời xanh. Phương Quang Thừa tra xem các công văn thì phát hiện ra hàng năm, tỉnh Trực Lệ có hàng trăm dân di cư chết bên rìa đường. Thế là ông Dụ tính lập ra sở nuôi dưỡng để cứu giúp. Sáng hôm sau, ông đến gặp thầy tướng. Thầy tướng vừa gặp ông liền nói, ánh quan các tường tràn đầy trên mặt ngài, ác đã có công đức không gì lớn bằng không những được đặc xá miễn tội chết mà còn có thể nhiều đời được vinh hiển phú quý, là việc gì đã đem đến như vậy? Phương Quang Thừa nói ra kế hoạch thông qua của mình, đồng thời lập tức thực hiện, dừng tấu lên triều đình. Sau này quân danh Thiểm Tây cam túc xảy ra sự cố, thì hai đô phủ và một tướng quân đều chịu hình pháp, còn Phương Quang Thừa lại được phụng chỉ đặc xá. Mệnh con người là do thiên định, đồng thời thượng thiên cũng cải biến vận mệnh cho người hành thiện. Thực sự là như vậy, sự sách các triều đại đều có những sự việc liên quan như vậy, nhiều không kể xiết. Huyền Bí TV kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri chân điểm lời nguyên bài học cuộc sống hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào